Do kiến thức về tài chính cá nhân chưa phổ biến, dẫn đến việc không ít người ở lứa tuổi trung niên giờ đây mới giật mình và có đôi chút hoang mang. Còn 10 năm nữa là về hưu, liệu có kịp chuẩn bị hay không? Giả định lứa tuổi trung niên mà chúng ta nhắc đến trong số tài chính thông minh hôm nay là vào khoảng 50 tuổi và mong muốn nghỉ hưu vào lúc 60 tuổi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tài chính thông minh trên laodong.vn. Tôi là Ngô Thành Huấn, Giám đốc khối tài chính cá nhân tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Gia sản FIDT. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về chiến lược chuẩn bị hưu trí dành cho gia đình trung niên khi còn 10 năm nữa là đến tuổi hưu. Trước khi thiết lập một kế hoạch tài chính, việc đầu tiên là cần xem xét, phân tích tình hình tài chính ở hiện tại, cũng như các mục tiêu tài chính của chúng ta ở ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ở độ tuổi chớm nghỉ hưu, các yếu tố quan trọng sau cần được đánh giá. Thứ nhất đó là các nguồn thu nhập chủ động và thụ động khi nghỉ hưu sẽ gồm những loại nào. Độ ổn định và tăng trưởng của thu nhập cũng cần được chú trọng. Thứ hai đó là các chi phí dự kiến, đặc biệt lưu ý chi phí về chăm sóc sức khỏe và chi phí du lịch. Thứ ba, có những thay đổi nào trong phong cách sống, nơi ở ảnh hưởng đến chi phí phát sinh. Thứ tư đó là dự kiến nguồn thừa kế được nhận và thừa kế lại cho người thân. Thứ năm đó là các mục tiêu tài chính trong tương lai của chúng ta là gì. Thứ sáu, tài sản hiện có, khoản nợ chưa hoàn trả gồm những gì. Và cuối cùng là chúng ta đã có các phương án phòng ngừa rủi ro hay chưa. Tuổi thọ bình quân của người Việt hiện nay vào khoảng 75 tuổi và có thể cao hơn. Do vậy, chúng ta cần chuẩn bị tài chính để an hưởng tuổi già một cách sung túc trong khoảng ít nhất 30 năm nữa thông qua việc lập một kế hoạch tài chính cho giai đoạn nghỉ hưu. Hãy thực hiện bằng việc lập một dòng tiền theo thời gian cho toàn bộ vòng đời dự kiến. Qua đó thể hiện thứ nhất đó là các nguồn thu nhập qua các năm có tính đến khả năng tăng trưởng nguồn thu nhập. Thứ hai đó là cái nhu cầu chi tiêu cho bản thân có tính đến mức lạm phát và lạm phát lối sống tương ứng vào các giai đoạn cụ thể. Thứ ba đó là các mục tiêu khác có liên quan đến tiền cũng tính đến trên dòng tiền. Thứ tư đó là theo dõi và cập nhật kết quả tình hình đầu tư và tăng trưởng tài sản. Thông qua việc lập kế hoạch tài chính, chúng ta có thể đánh giá được tính khả thi của kế hoạch. Nếu không đạt thì cần điều chỉnh lại mục tiêu tài chính khi nghỉ hưu. Điều này không phải chỉ để nhìn thấy bức tranh tài chính mà thông qua đó chúng ta thực hiện các bước đầu tư, tiết kiệm, tái cơ cấu tài sản ở những thời điểm cần thiết. Đối với giai đoạn nghỉ hưu, khi nguồn tiền từ thu nhập chủ động giảm dần về không thì cần có những nguồn thu nhập thụ động đủ để bù đắp cho chi tiêu. Vậy chúng ta cần lưu ý gì khi đầu tư ở tuổi về hưu? Trước tiên, trước khi đầu tư, chúng ta cần phải lập một quỹ dự phòng cho 6 đến 12 tháng chi tiêu. Có thể gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 đến 6 tháng để đảm bảo cho các nhu cầu đột xuất trong chi tiêu, khám chữa bệnh nếu có. Mức lập dự phòng cao hay thấp sẽ tùy thuộc vào mức thu nhập và tính ổn định của thu nhập. Nếu không chuẩn bị cho một quỹ dự phòng, khi cần tiền phải bán gấp tài sản thì phải bán với giá rẻ, gây bất ổn cho tuổi về hưu. Thứ hai đó là lợi nhuận từ đầu tư cần đảm bảo mang lại dòng tiền đều đặn. Thứ ba, đầu tư vào những kênh đầu tư an toàn, hiệu suất lợi nhuận ổn định. Hạn chế đầu tư vào những kênh đầu tư mang tính rủi ro cao với biên độ lợi nhuận dao động mạnh. Thứ tư, danh mục đầu tư cần đa dạng để phân tán rủi ro. Và cuối cùng đó là chuẩn bị các phương án phòng ngừa rủi ro. Khi thực hiện những bước chuẩn bị và hành động cho kế hoạch nghỉ hưu, chúng ta sẽ có được tuổi hưu bình an và sung túc, tránh được việc phó thác may rủi và phải trông cậy vào người khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quản lý tài chính cá nhân, các bạn đừng ngần ngại đặt câu hỏi với chuyên gia qua hotline và email của chương trình Tài chính thông minh. Xin chào và hẹn gặp lại!